สุดฮะชอบไม่เคยเหี่ยวเนี่ยอันดีเหรอครับเหี่ยวจีDương xin chào anh em và chào mừng anh em đến với SPX Entertainment và tôi là Nhật Vi. Và hôm nay tôi đang có mặt tại Lý Thái Tổ để chơi một cái game show đang làm mưa làm gió. Và game show đó là Vua Tiếng Việt. Let's go nào. Gì ấy? Mớ. Mớ. Chiêu. Nảy số lên em. Mày đùa tao à? Ôi giời ơi. Không biết. Vừa vào là cho từ khó hiểu không? Sợ quá phải ban mà thôi. Gì đấy? Ê, đi đi. Tích vô à? Cố à, chố tivi. Tí vốc à? Covid. Ây á, có tí vú. Ôi bạn ơi, có tí vú. Covid. Đúng, lui. Ủa ấy. Cái gì? Có mồm toàn. Nọ nọ con. Hồi em về. Cụ thông là này. Thông o mà chứ đâu phải thông. Hò non. Còn nè. Chụp ngọt. What the hell? Chụp ngọt là gì em? Ok. Nhảm đầy này. Không phải nhảm đầy. Cái gì? Mả mẹ mày. Sợ. Chịu. Láo. Mẩy đấy này. Nhà. Nhà gì? Nhà gì đấy? Nhà máy à? Nhà máy. Nhà máy. Mảnh giấy. Mảnh giấy. Nhảy đâm. Về. Mày ra đây. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Về đây. Cay. Ê, lêu cay. Cay. Nó hơi nhiều. Nên anh đi được không? Hiểu kiểu gì? Hải đi. Hải điện à vậy? Điện ảnh. Đúng không? Đúng rồi, điện ảnh. Chuẩn luôn. Ê. Phải đập mạnh. Phải đập mạnh. Được bạn. Điện ảnh cái nhìn là xong rồi. Bạn. Bailey. 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 Lui. Bài ly mà. Mày. Cái. Con cáo. Lui. Chết mày đồ con. Cái con. Yeah. Con cáo à? Kiểu gì? Kỳ lạ thật. Mày đã sai mày còn đánh tao. Quấn. Mày bị điên à? Nào, xem nào. Có căn. Con cua. Con cua. Quá chuẩn luôn. Con cua nhá. Nó luôn. Các bạn có hiểu cái cảm giác đấy không? Cho mày đi. Cốc đá. Thông lý à? Thông lý. Đúng rồi. Ngu. Đúng rồi.
mày thấy ai tên là Thông Lý không? Có. À, Lý Thông. Lý Thông. Lý Thông gì đó. Về. Ở đây là nữa. Lý Thông. Về. Lui. Này. Túc đá nhá. Túc đá nhá Duy nhá. Duy nhá. Duy nhá. Đánh bỏ đoán nhá. À. Mày nhìn nó là chữ ác ấy. Thế Sục ơi. Nào. Hả? Ê. Ê. Ô, từ từ. Gì đấy? Biết rồi. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Tất cả mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, hiểu không? Mày nghĩ là đánh tao. Sục cố thì... Cố sốc. Tốt. Bắt cả hai tay. Lùi. Lùi á, lùi á. Lùi á hả? Lùi á. Ủa đúng mà. Môi ở răng lạnh. Đây. Ba mặt cười hở môi. Bốn, ba, hai. Trời ơi, con bị bệnh nhở. Mười tiếng cười à, thang không ổn. Mày đếm đâu là mười đấy. Có đi anh. Dễ mà. Gì nhở? Bầu ơi chẳng lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một đề. Ôi tao nghỉ mẹ bầu đi. Ủa gì? Đéo biết. Nói cho ngồi. Gì tường. Tiền tài danh vọng. Ôi kìa. Mau. Gì đấy, tiên à? Tiên là tiên là Phật à đúng không? Tiền là tiên là Phật này. Gì đó tiên đấy gì? Tiền vào nước. Nước đâu ra? Hỗ trợ tài chính. Nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hỗ trợ tài chính. Có tiền mua tiền cũng được. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng. Đúng, đúng. Ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Đúng, hợp lý. Được của nó đấy. Mày cày thế. Gì đây? Cười thế đấy. Luôn em mẹ. Chim à? Ừ, chim gì nữa? Chim... Chim, chim bay mỏ cánh chim rừng. Cây giống. Cây là gì đây? Giống. Công cây này này. Cây nhà. Cây gì nữa? Chim. 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 Đơn giản. Cứ bảo đoán được. Cây thông đại bàng. Cây thông đại bàng. Tiếp. Quả quýt. Quả quýt giật. Hả? Bảo quyết giật có dây nhọn. Amazing, good job em. Kết thúc rồi, cắt ra đây rồi.